Đây, đây là bộ ghế này, hôm nay là bàn giao cho anh Huấn đây. Bàn giao cho đấy. Bạn có ân hận không? Đâu, mình đã làm gì mình không ân hận anh ạ? Bởi vì Tùng như anh chồng được. Không có gì phải suy nghĩ à? Anh hỏi một lần cuối này. Lặng lặng đi anh, sao không lặng? Cái này cũng nhiều thôi, anh bảo. Ôi sao chắc gì mà nhẹ đấy? Chắc. Không lặng rồi, chắc à? Chắc anh ạ. Xin anh Huấn. Bây giờ nhá, hai thằng khơi thì cái ghế này mày tặng luôn đúng không? Hai người không có bên vai. Ghế đoàn, ghế đoàn, ghế đoàn. Ghế đoàn, ghế nhưng mà là ghế đoàn anh ạ. Đoạn dài kìa. Đấy anh ạ. Bây giờ mình phát được cái này về tặng luôn. Bây giờ đấy, bây giờ em bảo anh rồi. Bây giờ em cầu được cái Tùng về em cho em luôn đi. Hả? Lấy cái gì cầu? Đến tay nhổ ấy. Cái đoạn này nhìn về xong rồi. Đâu bây giờ cầu xếp kiểu gì đâu đi ạ? Cái chỗ này anh có gì không? Không, chỗ này là để ai? Bàn nhỏ ngoài đi. U vẫn đẹp hơn, đoạn này kia. Bàn dài. Bàn dài à? Bàn dài không phải rồi. Ừ. Bây giờ cái đoạn này kia, cái bàn chiếu ở đây đẹp nhất rồi. Cái nhìn ở đây là đẹp nhất rồi. Đại hội anh hùng là cái ngồi là... ok. Bây giờ đoạn hướng ra ngoài. Đấy, đoạn từ hướng này hướng ra ngoài. Đúng rồi. Trước này là bàn K3 này, bàn K3. Hôm nay khai trương anh ra anh ủng hộ em thì nó kinh cảm hơn. Thì em làm cái thiệp. Chứ bây giờ hôm nay này là ông đang làm nhà vừa, ông đang làm sân vườn hay là cái biệt thự. Mà bảo ta mua ủng hộ em có rồi. Đấy, có rồi nhưng mà đấy, có rồi nhưng mà tôi mua hai cây hôm nay chứ bạn. Hôm trước là kết quả đi Tùng nghe gái là chốt luôn. Thế là nay là mang sang luôn. Bảo là không có tiền thì mang bằng ghế vẫn là ok. Ok, xin chào 133 anh em đang có mặt trên sóng nha. Xin chào anh em của Thế Giới Độ VIP và Tượng Gỗ Đẹp. Rồi. Anh em ơi, hỗ trợ mọi người tay Hương ơi. Hỗ trợ em gái. Hỗ trợ cho em gái. Thêm 3 người nữa rồi anh ạ. Rồi, đây chiếc đoạn dài anh em nhá. Bộ siêu phẩm Rồng Đỉnh Gỗ Chắc. Idol cũng phải về bàn ghế này. Ok, cảm ơn anh Lâm nhá. Đừng đặt thế, đừng đặt này. Em đặt thế này bị mất view. Không, đằng sau là bức tường, sau che, sau là nhà vệ sinh. Sau á? À, sau phải che. Đấy. Hai bên một đây có một cái chiếu dài nữa thì nhìn ra là đẹp. Đẹp nhất. Đây là bức tường. Ok, cảm ơn anh Lâm nhá. Xin chào anh em nhá. Anh em mới vào cho em xin một lút chia sẻ nhá. Anh em mới vào thì comment. Đấy. Đây chiếc đoạn dài đây. Đấy, chưa gửi đơn. Nhưng mà đổi nha, đổi luôn đi nhá, không phải đổi xong này cái chiếc này là cái đấy là cầu về đâu. Xe cầu đánh ngoài kia rồi anh. Em bảo là cầu Tùng về. Bây giờ cầu Tùng đi. Xe cầu ngoài kia rồi. Đấy. Đấy em ơi, Tùng để đi. Cái này là không không. Đi cầu về. Anh còn đi chồng chứ. Cũng được. Đấy. Anh thích đủ thứ thôi. Đây là giao lưu. Đấy, chứ không bán. Uống rượu với nó là mình không trong dịch gì. Ôi anh đừng nói uống rượu rồi anh em. Hai lần đi nhậu đâu có đều đều đấy. Không bán anh ạ, giao dịch đổi Tùng nhá. Cảm ơn anh Hoàng Bun nhá, đây là giao dịch đổi Tùng nhá. Đổi Tùng lấy bộ Rồng Đỉnh. Đấy, giá trị anh em không bàn tới. Anh Dũng ơi, có cái rẻ khô không cho em mượn để em phổi qua coi. Vâng, rẻ khô ấy. Cái quần hay cái áo được. Mình phất qua. Ok.
hôm nay bắt đầu chuẩn rồi anh Ái Quốc ơi, quay trở lại công việc của anh Giai ạ. Xin vài hạt cây về ươm. Ok anh Hào nhá, xin chào anh em nhá, rất là đông anh em đang xem livestream, các bác chia sẻ giúp em nhá. Đấy, anh em mới vào chia sẻ giúp em nhá. Giao dịch đổi tùng lấy bộ bàn ghế. Ok, em chào anh Phạm Toản nhá. Bộ này thì không nói về giá trị, bộ này thì là giao dịch đổi tùng với anh Huấn. Đây, các bác nhìn vườn tùng đây, rất là rộng luôn. Vườn tùng này rộng được bao nhiêu anh Huấn nhỉ? Hơn 1 hecta các bác nhá. Hơn 1 hecta thôi. Tí ra cứ xem có cây nào đẹp thì đổi. Cái kia rồi, không chất rồi. Chút cái kia rồi. Bây giờ sẽ kê là theo chữ như này. Đúng rồi. Không gian này thì sẽ làm thiết kế để tiếp khách. Đấy, và chốt đơn những đơn tùng trị giá tiền tỷ. Phía đây có thể là chụp mấy cái shot ảnh. Ok. Xin chào anh em nhá, anh em cho em xin một lút chia sẻ đi. Chia sẻ thả tim. Rất là đông anh em, hơn 200 anh em này. Bên tượng là 204 anh em. Bàn ghế là 178 anh em. Cảm ơn anh em nhá. Đấy, giao dịch đổi cây tùng. Đấy. Tí nữa thì sẽ là cẩu tùng lên luôn. Khai trương xong à? À khai trương xong. Ok em chào anh Trần Văn nhá. Đấy. Thế này phải đợi khai trương xong. Khai trương của anh Huấn thì mấy hôm nữa các bạn nhá. Quá hợp lý luôn nhỉ. Cảm ơn anh Phang Đỗ nhá. Bộ này là chất liệu gỗ chắc anh em nhá, gỗ chắc đỏ đen. Đấy. Thì hôm nay là giao dịch đấy, một giao dịch khủng. Giao lưu tùng đổi với bộ bàn chắc. Đây lúm nữa. Hello anh em nhá, anh em cho xin bổ quả xẻ ấy đi. Đấy, gần 300 anh em. Cảm ơn anh Ca Thùy Thắng nhá. Chuẩn bị cho công tác khai trương vườn tùng. Em chào anh Bình Tĩnh nhá. Xin chào anh Dài. Tiếp tục nữa sẽ có một bộ K3 nguyên khối nữa. Thank you.
Anh Quảng ơi, xem mọi rẻ phớt qua cái đoạn đấy. Xin chào anh em nhá, đây. Đấy, vườn tùng thì rất là rộng. Sắp tới ngày 20 thì sẽ hội tụ rất nhiều. Đấy, anh em. Nổi tiếng. Đây. Đây là vua hải sản miền Bắc. Đấy. Đấy, vua hải sản miền Bắc. Chụp bộ được cái gói khúc và quay rồi. Không phải lấy tông vào trong đâu, nhà anh em mình là chậm. Nhà em mỗi đội là thôi, ăn của đây là ăn của đó. Anh em gặp anh Huấn bảo vân tông 100 thì không đến. Em đang ba thách khán giả của em, ai mà trả lời đúng em tặng một cái cuồng đấy. Không phải bố khán giả của em cũng trả lời. Anh đã có viên live stream hôm nay, anh em mình live stream bán cuồng đấy ở trên live stream. Anh bán trước cả hội bán xong nào, bán cuồng xong rồi nó chết thằng nào anh. Bán cuồng xong rồi trước cả hội chết thằng nào. Được được. Trước cả hội đang bao tiền cân. Ôi cảm ơn anh Bình Tĩnh nhá, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh Tây Nguyên này, chào tất cả anh em nhà mình. Rất là đông anh em rồi. Vườn tùng hơn 100 tỷ nhá. Đúng rồi. Cảm ơn anh Viên Dương nhá. Đấy. Anh em thấy đổi tùng bộ này thì có hợp lý không anh em ơi? Anh em comment ở phía dưới. Đang phát đây. À, một cái trong này. Ờ, anh Trục Võ ơi, bộ này thì là em đổi tùng nhá. Đây, lấy máy trong này. Đây, anh cầm ra. Về đây chụp cho anh ấy. Đây, em chụp với cả anh Huấn nhá. Nào. 1 2 Ok. Ok, em chào anh Lê Đức Hậu nhá. Anh mà xin xấu là anh trả lại đấy. Anh gọi theo anh em thợ ở đây thẩm. Bây giờ nhá, cái này mà không phải vô chắc xịn nhá, anh trả lại đây, anh vào trước đấy. Đây gấp đôi tiền thôi. Chuyên gia với cái bảng này nó được sửa. Bây giờ nhá, bây giờ vẫn là gỗ thì là em cam kết rồi. Cái bộ này mà không phải vô chắc là anh trả lại. Em chào anh Phum nhá, gỗ chắc anh Phạm Hoàng Tuấn đây, gỗ chắc. Đấy, tiếp tục sẽ di chuyển thêm một bộ K3 nguyên khối thôi. Bây giờ chuyển mục K3. Đấy, nguyên khối siêu khủng luôn. Bây giờ thì nọc của ai người hưởng, mỗi người mình ủng hộ tí. Bây giờ mình chơi với anh em cả nước đến bây giờ nhá. Nhưng mà anh lấy tùng hay là anh cảm ơn anh Bàn Kiều. Là
là anh tặng em cây tùng. Anh hỏi đi. Đó. Mày đi đi trên cái em bán luôn. Mày đi trên cái mày chơi mãi một đứa có chán không? Quay. Thế bây giờ nếu mà em quen em này đẹp rồi, mà em chưa có vợ nhá. Trong thời gian em chắc đỏ đen anh ạ, chắc đỏ đen. Em này đẹp rồi, em kia lại đẹp hơn. Mà lại rực rỡ hơn, mày có thấy không? Mỗi tội là mình không đi chơi gái anh em. Đấy. Thế làm sao mày hiểu? Ok, em chào anh Bần Kiều này. Ok, anh Trần Văn nhá. Em chào anh Phum nhá. Anh Phum đang ở nhà hay ở bên nào anh Phum ơi? Rồi, sẽ... review qua các bác. Anh đang ở nhà để 20 ngày ra anh. Ok anh Phum ơi, 20 xa thì qua nhá. anh Ban Kiều ơi, bộ này là đang giao lưu. Đấy, đây, tiếp tục vào xe bộ K3, bộ này là giao lưu đổi tùng anh em nhá. Giao lưu và đổi tùng lấy bộ bàn ghế. Đấy. Ông này là ông tặng này cái này gỗ gì? Bắt sao tưởng chắc. Bây giờ về thẩm đấy kìa. Phải không? Tặng cái phải chuẩn đấy nhá. Hương liền rừng. Hương liền rừng. Hương liền rừng. Hương liền rừng. Hương liền Lên vườn tùng là ở khu An Khánh Hoài Đức anh trai nhá, ở khu An Khánh Hoài Đức. Spendora. Xin chào tất cả anh em nhá. Ok. 213 anh em. Vừa lễ hự. Quay TikTok quá quên cả cổng. Đấy, lái xe quên cả cổng. Rồi, anh em cùng xem cái quá trình nhá. Đấy. Okay.
Đây là phần bìa nhá, phần lìa gỗ, gọi là lìa gỗ anh em nhá. Đấy. Đã gọi là làm sạch sẽ hết cả vỏ rồi. Anh em nhìn không gian này quá đã luôn anh em ơi. Xin chào tất cả anh em nhá. Anh em mới vào thì cho một lút chia sẻ nhá. Vườn tùng này rộng hơn 1 hect. Đấy, rất là nhiều cây tùng. Đấy, nhiều size cho anh em lựa chọn. Đấy, từ hàng vài trăm cho đến vài tỷ, đầy đủ hết cho các bác nhá. Đấy, hiện tại đang trong quá trình chuyển lốt một bộ K3 nguyên khối, chất liệu gỗ hương. Đây anh em. Cùng xem cái quá trình vận chuyển nhá anh em nhá. Nhiều người ta mua, khách dùng người ta không nhìn ra là người làm cái gì. Chú thế mà luôn em ạ. Cái món cây nào khoảng hơn 10 mét mà nó hỏng thì nó mới cầu. Có. Ok, em chào anh Phong nhá. Chào anh Lâm này, gỗ tùng quá dữ, cảm ơn anh. Đấy, vừa thì di chuyển xong một bộ chắc này đây, giao lưu đổi tùng đây, được ok không anh em? Anh em comment xem giao lưu bộ này đổi cây tùng ok không các bác? Comment ở phía dưới nhá, gỗ chắc đỏ đen các bác nhá. Chắc đỏ đen, mẫu rồng đỉnh. Đấy, và tiếp tục đây là một bộ K3 nguyên khối, chất liệu gỗ hương. Đây. Anh em bộ này thì quá khủng rồi. Đây, đây quá trình cẩu vào anh em nhé. Thả đi, kéo hết đầu dây về đây là được. Phải vừa ấy vừa đẩy mới vào được, phải hơi đẩy đấy. Ông cái kia nó cũng thoải mái mà, chả sao đâu. Dưới có chân nhựa anh ạ. Dưới chân nhựa kia rồi. Không, chân nhựa đẩy lặng lắm.
Nói chung là bộ này thì đã làm sạch sẽ hết rồi, phần bìa, phần lõi ngoài là mình đã trà làm sạch hết rồi anh em nhé. Tập trung vào đẩy nó mới trôi vào được. Đây. Nó có chân nhựa mà, chân nhựa đẩy nhẹ mà. Một đây. Cao quá rồi. Cao quá có đi, đứng thế đây rồi. Anh em ở phía sau đây. Đẩy lên, đẩy nó lên, đẩy lên. 40 phân luôn. Cái dây vào. Anh em. Đẩy lên. Đó, đừng đẩy ra thôi. Vòng sắp đấy. Đây quay. Quay. À, anh Phúc quay kìa, cầm. Về rồi sao ấy? Vạn nó. Chào tất cả anh em nhá. Đây. Đây. Bộ chắc đây. Nhà đang các anh em đang ngồi đây. Đấy. Anh em này. Còn đây thì đang có một bộ ghế bộ K3 nữa. Về đây Việt cầm. Đấy. Xin chào. Cầm máy nó bị dịch cần quay chạy ra đấy chưa? Cầm Phúc cầm một máy chưa? Anh em ơi, anh em tập trung tay vào đấy đi. Nào.
đây đẩy nhẹ. Vâng rồi. Đấy, vừa rồi ạ. Chắc đổ đen. Đây là VIP các anh ạ. Và ba nguyên số trên điện của Hương. Phục vụ anh em ăn uống. Phục vụ anh em ăn uống. Cười ăn uống xong rồi sẽ lấy nồi nước. Rồi, được rồi, đến rồi. Cân rồi. Đúng rồi. Lắc sang bên này là lọt đấy. Áo bố đấy. Chân cụt mà. Đây. Rồi, cái này ngắn hơn kia rồi. 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 R
Alo. À, để cuối tuần đúng không ạ? Cuối tuần. Cửa đang tấm bàn tròn 3 mét dưới cửa nào vừa. Cái bàn đấy ngoài cũng 3 mét mấy mà đúng không? Cái này hai người ngồi vẫn vừa. Như cái này. Đấy. Đoạn kia to, cao. Ok. Thì hẹn anh em bài live stream sau nhá. Đấy, đây là bộ K3 này của anh Sự này. Anh Sự Sơn Tây này. Chuyên chiếu phản này, to nhất miền Bắc này.